Ngoài việc tiết kiệm năng lượng thì tăng năng suất và giảm tỷ lệ sản phẩm lỗi cũng là một trong các nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của các xí nghiệp sản xuất hay là khi mình chế tạo máy tự động. Và việc nhiễm tĩnh điện là một trong những vấn đề mà các công ty sản xuất luôn phải trăn trở. Điển hình như là việc nhiễm tĩnh điện trong ngành thực phẩm, dược phẩm thì ngành đóng gói, bao bì, tĩnh điện khiến cho việc tách mở túi bao bì rất khó khăn. Trong ngành dược thì tĩnh điện khiến cho các hạt thuốc bị bám lại trên thành túi. Nhiễm tĩnh điện trong các nhà máy sản xuất linh kiện điện tử thì khiến các linh kiện này bị hỏng hoặc là giảm chất lượng và tuổi thọ. Nhiễm tĩnh điện trong khuôn đúc thì làm phôi khó rời khỏi khuôn đúc. Phế phẩm tăng cao do công nhân không muốn lại gần các cái màn phim đã bị nhiễm tĩnh điện vì sợ bị giật. Và nhiều vấn đề khác nữa. Hiện tại, trong các nhà máy có nhiều phương pháp để giải quyết vấn đề tĩnh điện này, như là sử dụng sơn chống tĩnh điện, sử dụng đồ bảo hộ như là găng tay, giày chống tĩnh điện. Nối đất cũng là một phương pháp có thể sử dụng đối với các thiết bị kim loại. Và một trong những cách giải quyết tối ưu đó là sử dụng các cái thiết bị chống tĩnh điện. Và hôm nay SMC xin được giới thiệu các giải pháp khử tĩnh điện của SMC với đa dạng các chủng loại phù hợp với hầu hết các ứng dụng và vị trí lắp đặt trên máy tự động hoặc các vị trí trong nhà máy. Ngoài ra thì SMC cũng cung cấp các cảm biến và các thiết bị đo tĩnh điện giúp khách hàng có thể kiểm tra, đánh giá chính xác tình trạng nhiễm tĩnh điện trong nhà máy, từ đó đưa ra những cái quyết định, các biện pháp xử lý phù hợp với dòng thiết bị khử tĩnh điện phù hợp nhất đối với nhà máy của mình. À, sau đây chúng ta sẽ lần lượt đi đến từng thiết bị tạo ion khử tĩnh điện. Đầu tiên đó chính là thiết bị tạo tĩnh điện dạng thanh, đại diện là dòng IZS và IZT. Dòng IZS và IZT khử tĩnh điện dạng thanh là loại có chiều dài đa dạng từ 160 đến 2500 mm để đáp ứng với các nhu cầu đa dạng và vị trí lắp đặt khác nhau trên máy. Thích hợp với ứng dụng khử tĩnh điện trong phạm vi khử dài, rộng, không gian lắp đặt nhỏ hẹp như là băng tải, rulo, phù hợp với các không gian máy như trong ngành in ấn, sản xuất linh kiện điện tử hay là màn phim. Ngoài ra, khử tĩnh điện dạng thanh cũng đi cùng với khả năng tùy biến cao. Các anh chị có thể chọn loại ion phát ra là âm hay dương hoặc phun cả âm và dương tùy thuộc vào giá trị nhiễm điện của vật. Có thể gắn thêm cảm biến bên ngoài để nâng cao hiệu suất và tốc độ khử tĩnh điện. Thêm vào đó, chúng ta có thể lựa chọn loại đầu phun phù hợp như là một điểm phun để tăng tốc độ khử ion hoặc là loại một đầu phun để tiết kiệm khí nén. Tiếp theo, xin mời các anh chị đến với khử tĩnh điện dạng quạt dòng IZF. IZF sử dụng sức gió từ quạt để phân tán khí ion và không cần sử dụng khí nén. Vì vậy, IZF sẽ là lựa chọn hàng đầu khi khử tĩnh điện ở những khu vực mà không có khí nén. Có thể điều chỉnh tốc độ bằng cách điều chỉnh tốc độ gió của quạt để phân tán khí ion nhanh đến vật cần khử và tăng tốc độ trung hòa tĩnh điện. Quạt khử tĩnh điện IZF cũng được tích hợp các cái đèn báo để chúng ta có thể dễ dàng xác định đầu phát ion bị nhiễm bẩn để thực hiện thay thế. Hoặc các anh chị có thể lựa chọn cơ cấu tự làm sạch giúp cho các đầu phát ion. Khi thiết bị hoạt động, các đầu phát này sẽ được quét liên tục bởi các đầu cọ và với kết hợp với màng lọc bụi giúp cho giảm lượng bụi bẩn bám lên các đầu phát và giúp tăng tuổi thọ cho đầu phát và thiết bị. Ở đây chúng ta đang có các hạt xốp bị nhiễm tĩnh điện bám lên thành túi nhựa. Trong thực tế chúng ta có thể bắt gặp hiện tượng này trong các hạt thuốc bụi bám trên bao nhựa, các màng túi ni lông bị dính lại với nhau. Sau một thời gian thì các hạt xốp này đã được rơi xuống bên dưới thành túi. Điều đó đã chứng tỏ rằng thiết bị IZF đã khử toàn bộ các tĩnh điện của hạt xốp và thành túi. Thiết bị IZF phù hợp với nhiều không gian lắp đặt khác nhau, đa dạng các ứng dụng phù hợp với những cái không gian không có sẵn khí nén trong nhà máy. Tiếp theo là bộ khử tĩnh điện dạng đầu phun dòng IZN.
với kích thước nhỏ gọn, linh hoạt, sử dụng trong không gian nhỏ hẹp. Bộ khử tĩnh điện này có khả năng kết nối với các đầu phun của SMC để điều chỉnh hướng thổi phù hợp với từng ứng dụng. Ở hai hình đầu tiên, số 1 và số 2 là dạng đầu phun dài, một bên thổi và hai bên thổi, phù hợp với các ứng dụng thổi dọc đầu phun. Ở hình thứ 3 là đầu phun linh hoạt, có thể dùng trong các không gian phức tạp hoặc là các vật có biên dạng cong. Ở hình số 4 đó là đầu phun nối dài, giúp thổi khí khử ion đến những vật ở xa thiết bị. Và cuối cùng là sản phẩm mới nhất trong năm nay của SMC, đó là khử tĩnh điện dạng súng EZG10. Đây là súng khử tĩnh điện cầm tay dạng EZG10, kết hợp giữa súng thổi khí cầm tay và bộ khử tĩnh điện dạng đầu phun, cực kỳ thích hợp với các ứng dụng thổi bụi trên các sản phẩm bị nhiễm tĩnh điện với vị trí không cố định. Công nhân có thể sử dụng thiết bị này như là một loại súng khí thông thường để thổi bụi khử tĩnh điện ở bất kỳ vị trí nào mà mình mong muốn. Thiết bị có thể sử dụng linh hoạt trong các ngành như là sản xuất linh kiện điện tử, sản xuất ô tô, bao bì hay là đóng gói. Toàn bộ các thiết bị khử tĩnh điện của SMC đề cao cái vấn đề an toàn trong quá trình sử dụng. Thiết kế về phần nối đất đã được tích hợp trong phần nguồn của các thiết bị. Vì vậy, khi sử dụng các thiết bị khử tĩnh điện của SMC thì nhà máy hoặc là các anh chị mình nhớ lưu ý về việc đảm bảo an toàn và hoạt động ổn định cho thiết bị bằng việc nối đất. Bên cạnh đó, một ưu điểm tiếp theo đó là khả năng thay thế linh kiện. Sau một thời gian sử dụng thì sẽ có các chi tiết bị hao mòn, đặc biệt là điện cực khiến cho tốc độ khử tĩnh điện có thể bị giảm xuống hoặc là không thể khử tĩnh điện được nữa. Khi này thì các anh chị mình cần thay thế các linh kiện mà không cần phải mua mới. Ngoài linh kiện là điện cực thì các phụ kiện khác như là gá, cáp, lọc bụi đều có các mã thay thế nhằm giảm tối đa chi phí cho nhà máy trong quá trình sử dụng. Trên đây là phần trình bày về các thiết bị khử tĩnh điện của SMC. Nếu anh chị mình có thắc mắc hay là có nhu cầu gì thì có thể để lại trong phần Q&A để được chúng em giải đáp ạ.